Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm Bing Update chế độ PUBG phiên bản trên mobile. Hiện tại thì nó đã thay đổi hoàn toàn cái map và cái đồ họa rất là đẹp. Nhìn nó chất chơi người rơi hơn. Và súng ống thì đã có scope phụ kiện các kiểu. Và một cái điều đáng chú ý hơn đó chính là khi các bạn loot đồ ấy, thì các bạn sẽ được auto loot chứ không phải là kéo như hồi trước nữa. Trên PC thì chúng ta có chuột dễ di chuyển, còn mobile thì cái việc lút đồ nó rất là khó khăn. Đối với những thanh niên nào ghét lút đồ như mình chẳng hạn thì cái việc này nó càng dễ dàng hơn. Đấy, không biết thanh niên nào chấm ở đây thì mình sẽ bay vào đây luôn. Hiện tại thì map đã lên 120 người, khá là nhiều, đủ để cho các bạn có thể bắn người thoải mái. Vâng, vào đây chém giết rất là sướng tay. Chém giết thì không có nhưng bắn nhau thì rất nhiều. Rồi chúng ta sẽ cùng xuống đây cho các bạn xem cái map nó như thế nào. Đấy, rất là đẹp. Chế độ bay thì vẫn như cũ thôi. Chúng ta sẽ được lượn dù. À chứ nhầm, cái này cái gì ta? Cái này mình không nhớ tên là cái gì. Rồi ok, vào nhà to lốt đi. Cái quan điểm đầu tiên của mình thì sẽ vào nhà to. Với những cái việc loot auto thì các bạn sẽ được biết như là những cái món đồ nào như là giáp hay là ba lô hay là giày các kiểu thì nó sẽ auto loot. Còn những cái vũ khí súng ống các kiểu thì các bạn phải tự loot. Thì ví dụ như là nếu các bạn muốn auto loot về một cái khẩu súng rifle, ví dụ như là K98 đi hoặc AK này cũng được, thì nó sẽ tự động loot phụ kiện. Silent scope các kiểu thì nó sẽ auto loot vào cái khẩu súng này, nó tự cài đặt luôn. Đấy, đầu tiên thì mình báo test mình nhặt được khẩu K98. Nó update cái khẩu đấy vào cái chế độ này. Đấy, bây giờ mình không biết tiếng khựa nên cái việc auto loot nó rất là quan trọng đối với mình. Ở cơ bản thì chúng ta nhặt được súng sớm thôi. Á, như nào? Úi dồi, bò lạc này. Rồi, một bé đầu tiên. Đơn giản, một nốt nhạc, không cần nhiều. Rồi, hình như là đồng đội mình đã phân bố rải rác khắp nơi. Thằng này làm gì đây? Trời ơi, lái xe kìa. Xe đẹp đấy nhở. Rồi té đi, lút đồ tiếp. Cái việc đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là cái scope ấy. Thì nó sẽ có mọi súng, tức là có holo. Còn nếu các bạn đi nhặt được scope cùi thì nó sẽ cho các bạn red dot. Đối với mình thì hai cái thứ này nó cũng tương tương như nhau thôi, nó cũng không khác nhiều. Từ phi mà các bạn nhặt được 4x. Ở đây thì nó cũng có 2x. Thì 2x thì nó có thể là zoom lại xa hơn một tí, cũng hữu ích cho mọi người. Thằng này nó lái xe làm gì ra? Nó không đi lúc đồ nó cứ làm gì? Điên rửa người. What the fuck? Ở đồng đội mình một thằng đã nằm xuống ở phía xa. Bây giờ chắc là phía xa quá, đành phải bỏ thôi. Chịu. Chúng ta sẽ được chơi solo swap. Không phải, auto matching. Như thế thì mình không biết là tắt ở cái nút nào, thế mình định phải chơi chế độ này. Mình không biết là chơi chế độ solo một mình nó như thế nào. Chắc chắn thời gian tới mình sẽ cố gắng mày mò. Mình không biết tiếng khựa mà, chịu thôi. Tự dưng vào cái là auto matching thành 4 thằng luôn. Hay là chế độ này nó vậy. Chắc là mình sẽ đi phượt thôi. Nãy giờ đi kiếm người nhưng không tìm được bố con thằng nào. Đã thế phải đi lút đồ. Mà lút đồ lút toàn mũ giáp thôi. Không kiếm được cái khẩu súng nào mới là lạ. Tôi tính kiếm khẩu K98 nhưng mấy cái nhà này không có. Ok, chúng ta sẽ đi xe nào. Đi xe phượt cho nó chất. Xe này thì nó sẽ không bọc thép như xe phiên bản trước. Phiên bản trước thì xe bọc kính người. Đạn bay không trúng, chỉ trúng xe thôi. Và chúng ta đang ở trong bo. Chắc mình sẽ quay lại cái điểm cũ. Hoặc đi tìm đồng đội. Và đồng đội này chán lắm. Không biết nên đi đâu. Chúng ta nên lạc trôi về đâu đây. Map rất là đẹp. Đi giữa đường luôn. Một thanh niên phượt không tìm đâu xa, đến đâu cũng gặp ta. Giữa phố xe đóng người,
vẫn phượt. Đâu rồi? Bố mày phượt chết hết luôn. Rồi. À, cứu này. Ê, hay lắm. Chúng mày cứu nhau này. Đây rồi. Này thì cứu này. Thằng nào bắn ấy? À, thằng này được cứu xong rồi. Mày cứu xong rồi này. Lại ôm bụng đau đẻ tiếp thôi. Đây, hai con lượn đi đâu mà hai con lợn này. Tội ghê. Bị xe nó cán chết. Gặp mấy thằng vượt thủ nó gắt quá. Thế phải nằm xuống hết thôi. Rồi, ôm bụng đau đẻ. Và cuối cùng là tử vong. Cạn lời. Còn một thằng nữa thôi. Thế mình sẽ lái xe lên đây, giả vờ đi lút đồ để cho nó quay lại. Rồi. À, lòi cái mặt chuột ra rồi. Mày, cái kênh hơi bị sai rồi. Mình tưởng nó chạy vào tường nên mình đâm vào tường. Mình đâm vào sát tường. Cái đếch nào chạy vào nhà, cứ thế mình đâm thẳng luôn. Cái kê. Cứ tưởng nó thông minh cơ. Ai dè. À, nhân vật nữ kìa. À, hiện tại thì nó đã mở nhân vật nữ. Nhìn rất là đẹp. Nhưng mình không biết là nhận ở cái chỗ nào. Mình có nên xuống thịt nó luôn không ta? Chắc là nên. Ok. Quẩy luôn bằng khẩu sniper mới. Á đồ khẩu liên thanh. Cái gì đấy con lợn này? Con lợn này bắn không trúng này. Vãi thật. Ôi, không đú được rồi. Vâng, gái này tay to quá à. Không đú được. Thằng nó bắn ở phía sau. Té thôi. Cái định mệnh nữa. Đồng đội nó ở đâu ấy nhở? Hình như còn mỗi thằng đấy. Thật là VL. Một thằng thông trước, một thằng thông sau. Bọn này chim chuột với nhau thật là ghê quá. Thôi em nấp ở đây em hồi máu đã. Lát giết hai thanh niên chìm lợn với nhau. Dám thông đồng với nhau, khác team mà thông đồng với nhau để thông mình. Rồi bơm hết luôn. Hết sạch máu rồi. Vừa lúc được bao nhiêu thì bây giờ dùng hết. Bố mày khỏi đích cần đi xe nữa. Đi bộ luôn. Phượt đây. Bố mày leader. Chị nhầm. Bắt đầu dã nhau. Nghe tiếng dã nhau là gần. Rồi, thằng cầm Spark 12 đã ăn được. Ăn được tận 2 thằng. Gắt VL. Nghe tiếng rất là gần nhá. Chắc mình sẽ vào đây. Không biết là cái con kia nó chạy đâu rồi. Mày chạy đâu ấy? Chắc là rủ nhau chim lợn với nhau ở đâu rồi. Nghe rất gần nhưng không biết chỗ nào. Bọn này nó ghê thật ý. Hay nhở. Mới vòng đi bú máu được một tí. Quay lại không thấy mặt thằng nào. Vắng tênh như cái chùa Bà Đành vậy. Gì mà làm một đống như đống shit thế này. Rồi đi luôn. Có nên xuống lút đồ không ta? Lút rất là nhanh. Chỉ cần nằm xuống cái là nó tự auto lút vào người không à. Cái thằng này chạy nhanh nhở. Nó không đi xe sao chạy nhanh vậy. Còn nữa này.
Ở bên dưới cái hẻm kia rất là nhiều người. Gặp thật đi. Nó nghe tiếng bắn súng bên này, cái nào nó chạy lên nấu cam. Rồi lốt đồ ấy. Cái bản năng lốt đồ nó không thể thiếu được trong người chúng ta được. Để phải xuống thôi. Đấy, nó sẽ tự auto loot hết vào người. Cái này chả có gì ngon cả. Thôi bỏ đi. Đóng cửa lại. Đấy. Dân sniper chuyên nghiệp phải đóng cửa lại. Vào còn nghe tiếng. Rồi lên đây chúng ta lại tiếp tục làm bốn ít thừa một cái này. Đáp luôn. Ê, chứ nhầm. Đáp nhầm cái. Ok. Đạn linh ta linh tinh cũng nhặt vào. GL. Ok. Ơ kìa, thằng nào chạy dưới này nhiều thế. Bây giờ thấy tận 3-4 thằng chạy dưới đấy. Chứ cả team nó chạy ở dưới. Á, à, thằng nào lạc trôi ấy. Mày dừng lại. Cái tội ngu mày dừng lại. Ơ, hình như cái khẩu AK này có sai lần hay sao ấy. Đấy, chắc là mình vừa nhận được sai lần. Tự dưng bắn nghe bục bục. Xà thế nhở. Không biết bọn kia nó chạy đâu hết rồi. 4x cũng gọi là scope rất là xa. Vẫn ở trong bo anh em ạ, nên chúng ta cứ tiếp tục nằm đây. Trừ khi mà bo ra chỗ khác thì chúng ta sẽ đi chỗ khác thôi. Chỗ này là một cái chỗ cực kỳ là mắc binh thế giới. Nằm đây có thể nhìn bao quát được xung quanh cái viền bo này. À đây nào. Úi dồi, mục tiêu đang chạy khó bắn đấy nhở. Ơ. Nó bắn tao ấy. Vỡ sọ ơi, nó bắn vào đầu ạ. Đùa thật ý. Rồi, cái bọn đầu kia bắn mình. Cái bọn cửa hó này. Mày dám bắn tao này. Vẫn còn những cái chỗ zombie. Nó không khác gì những cái tính năng bản cũ. Nhưng nó thay đổi hoàn toàn giao diện và đồ họa của... Thay đổi luôn cái map luôn. Nhìn nó phê. Hiện tại thì mình cũng mới chơi nên mình không dám hổ báo nhiều. Cái đợt trước thì mình chơi nhiều rồi nên mình không sợ. Mấy. Thôi bỏ đi. Nó vãi lìn quá. Không đủ được. Hết đạn rồi. Đáp nó đi luôn đi. Không cố nữa. Khẩu súng khó bắn vào lời. Ôi nhìn cái chảo này. Bựa mãi. Ngồi xuống nó che lại cái mông. Chất.
Rồi, bò bắt đầu xa hơn mình rồi. Có 3 Z kìa, quay nồi. Á, à, hình như nào đây? Hình như nào đây? Nào đây? Bò lạc các bạn ơi. Bạn đi đâu xa thế? Rồi. Đơn giản như đan rổ. Chúng ta sẽ ra lốt một ít đồ chạy bo luôn. Ui bo kìa. Nhanh. Lút nhanh. Mình cần thêm máu. AK-98 này. Hay lắm. Rồi ok. Như này là rồi đi thôi. Thao tác quá lằng nhằng. Mình chưa quen được với cái chế độ này. Chúng ta sẽ di chuyển thẳng vào bo luôn. Hiện tại thì còn đúng 10 người thôi. Thêm 3 người của team mình nữa. Bọn này chết nó không thoát nhỉ? Cái thằng kia chết đầu nó không thoát. Nó vẫn đợi, ngồi đợi để xem anh em bắn. VL. Còn đủ team nhưng mỗi người một đường. Vẫn sống. Hay đấy, kỹ năng tốt đấy. Thằng kia chắc là chết xào nên nó cay quá, nó vẫn ngồi xem này. À, lấp ló cửa sổ này. Thấy rồi nhá. Bố mày thấy rồi, mày là con lợn này. Vẫn lấp ló kìa. Đùa. Tôi không thấy. Một viên. Úi dồi. Đủ nữa không? Rồi thì nhân vào bú máu rồi. Không dám đú nữa. K98 bắn khỏe lắm anh em ạ. Hồi đầu mình nhận K98 không scope thì đúng rồi, cái khẩu này nó khẩu nào cũng có scope hết. Vẫn là holo. Thằng kia nó chạy xe đâu nhở? Suốt ngày chạy xe. Thế mình sẽ vào nhà bắn tốt hơn. Đúng ngoài này lộ liễu quá. Ơ kìa, con nào vừa đi ra. Đây rồi. Úi dồi, một tí nữa thôi. Trời ơi. Để nó cá ăn chết. Cái quả đấy đáng nhẽ mình ăn chứ. Rồi VL. Bo mày. Con nào mở cửa nhà tao ấy. Rồi, thì em bị bắn gục rồi. Nó ở bên kia. Thế sao ấy? Nó kìa. Mình muốn lên top đợt này, mình sẽ bắn chắc chắn nha, không hổ báo đâu. Rồi, thiên nhiên. Hổ báo quá, từ từ thôi bạn ơi, đồng đội ở đây đông mà.
Thế thì mệnh nó bắn chết luôn kìa. Bo lại bên mình rồi. À mà còn đúng 3 thằng mà, còn đúng mỗi nó. Úi giời ơi, nãy giờ không để ý. Ủa, cái gì đấy? Cái gì đấy? Đâm xe à? Tai nạn à? Gặp phượt thủ rồi. Thôi xong, thôi xong. Ủa ôi, còn mỗi nó mình không để ý. Trời ơi. Sorry. Hèn gì cái thằng kia nó hổ báo nó chạy qua luôn. Thế rồi. Mày lượn vào đây. Rồi, ok, top 1. Mình không để ý. Em gì tới cái thằng kia nó đẩy qua bên kia luôn, mình không. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Những pha cuối mình chỉ để ý là xung quanh có người hay không, mình không để ý là bao nhiêu người. Xàm thật đấy. Nó nhập tâm quá mà. Nhìn nhân vật nữ đẹp nhở. AW luôn. Gáp.